如风筝随着仙飘忽远近，就算疲劳倦了亦要急风里闯翻不了身。风筝多热爱高飞，飞向自由，愿常愿接触万物一齐缤纷。定要奋力对抗，誓要冲开，誓要挣扎冲开，束缚松开，丝线散落捆绑松开，我要去冲飞，实现向上心向上心。若要看开，定要奋力对抗，誓要冲开，誓要挣扎冲开，束缚松开，丝线散落捆绑松开，我要去冲天飞。冲进风尘，但各路方向不见，彷徨又再疑问。风筝本身运气一向不由人，但仍无奈世界是一再乱。哎，
Sao hả? Tí à, coi như cũng thuận lợi. Cố gắng lắm mới trộm đi chiếc xe, để cảnh sát đuổi theo mấy con đường. Chà, hết sảy hả? Dạ, đây có 8.000, đem trả trước đi. Thằng Quang là cái thằng cho dai cắt cổ đó, mai mốt đừng có dai của nó nữa, chết chắc rồi. Có tóc à mà muốn để đầu trọc chứ. À gì? Đồng hương của tao. Thằng Trí nói anh biết đường bán đồ trộm đó. À, phát tài rồi, bây giờ muốn làm cái gì cũng được rồi đó. Ê Trí à, mày có chừng cái tiệm cho má bị cướp không phải giỡn đâu chứ. Cảnh sát theo dõi dữ lắm đó. Chúng ta chỉ giới thiệu thôi, cần gì phải sợ. Tụi anh Long làm xong rồi lập tức về trển. Cảnh sát đâu có giỏi như vậy chứ. Mày đừng có lo, được 10% lần bữa chia tiền thuốc hay sao? Ê Trí à, tao bị một lần rồi, tao không muốn bị nữa đâu à. Tao cũng có bị qua vậy, tao cũng muốn kiếm công an việc làm đàng hoàng. Mày cũng biết mà, hai đứa mình đâu có học thức gì. Mày có án à, tao cũng có án. Làm được cái gì? Làm cục cức à? Ê, xe này bị hư nữa rồi. Thắng tài cũng không có. Ê, bây giờ làm sao đây? Xuống xe đẩy đi. Ê, để đây xin nhanh nha. Ê, coi chừng xe nha. Nè, mai mốt có tiền á, đổi chiếc xe mới một chút. Xe này á, là xe phế thải đó. Ê, bây giờ tao nhắc mày nha, tháng tới mày nói sẽ chúc đại thọ cho má mày. Năm nào mày cũng thề là phải đãi tiệc đó mà. Mày đừng có cá thằng anh của mày nha. Mày đừng có nói vậy nha. Anh hai tao chỉ có một thôi, là mày đó. Tao nể mặt má của tao thôi. Tao mà nể mặt của thằng cha. Chờ tiền về tới á, tao sẽ đãi mấy bàn tiệc lớn cho mày. Lần này tụi mình phải làm sao đừng để cho thằng cha khi dễ nữa. Anh Đạt, đủ số rồi đó. Thôi, làm việc được lắm. Mai mốt nếu mà có mối, tôi nhất định sẽ kiếm ai nữa. Cảm ơn anh Long. Thấy chưa, tao nói kiếm tiền dễ thôi mà. Lần này có tiền chúc thọ cho má mày rồi đó. Hả? Tiền này cũng dễ kiếm thiệt hả? Nè. Sao mày dễ quên quá vậy? Mua thì mua rồi, sao không lấy qua đường chứ? Chứ trước là quên luôn, còn cái máy lâu xài chứ có mua đó. Đại ca, miệng bự nói đi ra ngoài kiếm tàu cho tụi mình, sao bây giờ cũng chưa thấy về, không biết nó bị... Đi kiếm nó coi, nó có thằng anh làm ở chợ trái cây á. Kiếm được thằng miệng bự rồi, kêu nó tới bến tàu gặp mặt tụi tao, nhá. Là ba, mày phải biết con nữa nha. Ê, được chưa vậy? Mở tôi xếp đồ đạc xong xuôi rồi đi nha, hả? Sắp được rồi. Xuống xe lại lên, lại lên. Lại lên, lại lên, lại lên. Anh dùng mấy thằng đi bằng phía sau đi. À, mấy anh kêu tôi. Bà đừng có dừng đấy nha. Còn lại đi sao thôi. Chết rồi. Dòng mấy thằng qua kia đi. Yes sir. Còn lại tới tôi. Yes sir. Dòng mấy đem về quần kia. Còn lại tới tôi. Hãy đi thôi. Đi. Mày chạy đi! Mày chạy đi!
Đây kìa, anh cũng chạy đi. Mày chạy đi, mày chạy đi, chạy đi. Đừng bước qua đây nha, đừng còn bắn kín nó liền. Đừng có bước qua đây nha. Chị Trương à, chị thiệt là có phước ghê, con trai thứ nhì đãi thì chúng thò cho chị. Đúng vậy. Hai chị đừng có hết sáu nha. Được, được. Mời tí nhìn. Chào chị Trần, chào chị Lý. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Con của chị càng lớn càng ngoan nè, chị thiệt là có phước đó. Cháu Thành à, dạo này cháu làm việc ở đâu? Bây giờ anh Thanh á làm xuất nhập cảng buôn bán với Trung Quốc đó. Vậy à, chị là giỏi quá ha. Hai chị giờ mời chơi đến bài nha. Rồi đừng có sáu nha. Rồi tự nhiên nha, tự nhiên nha. Con à, má có chuyện muốn hỏi con qua đây đi. Đi đi. Các vị xin mời qua đây ạ. Cứ tên trước nha. Cảm ơn, cảm ơn. Má hỏi thật con nha, thật ra con có đủ tiền để trả tiền ở đây không hả? Má coi cái vòng vàng này có đẹp không hả? Không lẽ đãi mấy bạn tôi cũng đắc nổi sao hả? Mày yên tâm đi. Ủa sao giờ này còn chưa thấy thằng Vĩ tới vậy? Con có gọi má cho anh. Con gọi nó thêm một lần nữa đi. Dạ. Thầy Vĩ, thầy Vĩ, bây giờ ra sao? Bây giờ ra sao hả? Không à, làm cảnh sát nhất định phải giữ quy luật. Không có lệnh của tôi, tại sao anh phải bắn hả? Thật ra tôi đã làm nhiều khi. Trả lời má giùm tôi đi. Vì gặp bà kia có bầu là người của nó, nếu không thì tôi bắn nó rồi. Nên anh bắn giỏi như vậy, anh xin qua đội phi ổ đi. Nếu mà dân thường có ai bị thương, chúng ta gánh nổi không đó? Bây giờ thằng Kiệt đã chết rồi, sinh mạng của thằng Chánh còn nguy hiểm lắm đó. Đứa nào đứa nấy cũng không nghe lời tôi. Chứ có anh lớn hơn tôi, đừng có nói nữa. Hảo à, tôi biết làm việc được lắm, nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy nữa, có ngày anh sẽ bị chết đó. Tôi không nói với anh nữa, chừng nào thì Trang tới tôi giải thích dùng. Làm gì đây hả? Đám mưa hộp à? Thầy về đúng lúc quá, chúng tôi vừa mới về tới. Im đi. Tôi đã có hết báo cáo rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đối qua bên bà Trường Ma Túy. Yes sir. Nói chuyện cấp cho như vậy đó. Yes sir.
Thầy Vĩ à, má anh kêu anh tủ lầu gấp đó. Còn nữa, thằng Miễn Bự đang ở trong phòng thẩm vấn. Chào thầy Vĩ. Thầy à. Dạ. Tôi về được chưa? Ngồi xuống. Đừng có nói gì nữa. Tôi đã hết rồi mà. Đồ trộm để giao cho ai vậy hả? Tôi không có biết tụi nó là ai. Chắc thầy cũng biết mấy cái chuyện này do anh Lâm cầm đầu mà. Em đâu có dám hỏi nhiều. Nhưng mà em chỉ biết là thằng bắt bối cho tụi em tên là Trương Quốc Thanh. Thầy à, xin cho tôi về đi, tôi không biết gì hết mà. Vậy à, chúc mừng à, lại đây chụp hình nha. À, chụp hình với các chị. Xin chào một chút nha. Chụp đẹp chút nha. Chụp đẹp chút nha. Nhớ cười lên nha. Nè, nhớ chụp đẹp chút xíu nha. Thật là quay phong đó. Mày coi má mày, vui thật là vui đó. Thấy phiền phức nhất là bà con cô bác thích chụp hình quá đi, là mất hết thời gian. Đâu có sao chứ, miễn làm sao có cơ hội quay phong. Sợ nhất là không có tiền thôi. Ê, anh hai mày làm cái gì à? Tại sao anh ngồi một mình vậy? Nè, hôm nay là ngày vui của má mày, để ta ra đóng vai người tốt. Nè, để ta qua kêu anh hai của mày chụp hình cho mày nha. Không chụp. Tính thiệt là con nít. À, để ta giải quyết cho mày. À, thầy gì? Tại sao thầy một mình ở đây ngủ rượu vậy? Có bệnh chụp hình gia đình đi, tôi cầm máy cho anh nha. Bảo đảm chụp xe đẹp. Anh cũng cần phải nhăn mặt nhăn mày. Đã tiệc hôm nay anh Thanh trả tiền, anh cũng cần phải đầy thọ. Đừng có cái mặt nhăn nhăn. Cái gì? Bộ tôi đang nói chuyện với Cúc Cây à? Tôi nể anh mới nói chuyện với anh, anh tưởng anh ngon lắm sao? Mày im đi. Cái gì im? Anh nhớ là hôm nay chúng tôi đại khách, chúng tôi làm chủ đó. Tụi bay đại khách hả? Tiền của tụi bay kiếm bằng cách nào hả? Thầy gì tôi muốn gì đây? Thầy cũng biết hôm nay là sinh nhật của má mà. Tôi gọi máy cho anh lên trễ. Chuyện gì? Bây giờ anh tới đây còn nói này nói nọ được hả? Anh canh tiền có kiếm được cái gì vậy? Mày kiếm tiền à? Tiền mày dơ dây lắm. Mày kiếm tiền. Cãi lộn. Mày kiếm bằng cách nào hả? Tiền dơ dây hả? Anh tới làm gì không hả? Mày có biết thằng Miệng Bự nó đặt cái này của mày hết rồi. Từ nói vậy. Đi chạy lên trên lầu. Về chỗ cha lại. Đi vào. Đi. Thay làm chuyện làm việc. Sao bây giờ hai đứa nó không biết hai đứa nó làm cái gì? Bây yên tâm để cháu này chồng qua. Nó cái gì? Không ngờ sinh nhật của má mà anh lại bắt tôi. Chúng ta lại đem rượu ra thì dĩ à. Đây là sự cảnh sát. Chuyện nhà về nhà thôi. Đi. Khủng nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Chuyện gì vậy? Không có gì. Phân tranh gia đình thôi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây. Mày nói đi. Chuyện cướp tiệm châu báu mày có dính líu không hả? Cái gì châu báu đi? Thầy đừng có gài tội cho tôi. Thầy chỉ có quyền giam giữ tôi 48 tiếng thôi. Thầy giam giữ tôi suốt đời sao hả? Được rồi, mày không chịu khai phải không? Tại giam giữ mày 48 tiếng đồng hồ. Làm cái gì nữa? Làm theo luật pháp đó hả? Được. Làm đi. Tài. Yes sir. Bây giờ tôi hỏi anh, ngày 14 tháng 7 anh làm chuyện gì vậy? Buôn bán. Buôn bán cái gì hả? Hải sản. Cái gì hải sản? Tóc tiên, nấm đông cô và hàu khô. Mỗi thứ một tá. Biết không nè? Chưa có làm quan gì này hả? Để tao chỉ cho anh nha. Giết tôi đi. Đi thằng Mặt Dương. Làm gì hả? Mày đừng có giỡn với tao nè. Mày khai thật đi. Tôi không có giỡn gì hết. Tôi buôn bán đàng hoàng. Tôi buôn bán với Trung Quốc cũng là phạm pháp sao hả? Thầy đừng làm vậy mà. Thầy gì? Tao nói cho mày biết nha. Mày đừng có để tao kiếm được bằng chứng nha. Anh kiếm được bằng chứng gì chứ? Không lẽ buôn bán phạm pháp sao? Nếu vậy ông cầu chắc không phạm pháp đâu à. I have often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing a song that maybe you would play. Come play with me and love me, won't you stay? But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be so
you're a fortune. Times have been trying, I look for something new. Days of old nights, I wandered without you. Those days are far in my eyes, I've seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older. Thầy bán mạch viên hả? Anh thả cho em lần này đi nè. Bây giờ không cần, anh thả em đi. Anh thả em xin thầy, em không chẳng làm nữa đâu anh ơi à. Because I love you, so your fortune. I can hear the sound of a windmill going round and round. Chết đi! Cần gì phải mi qua như vậy chứ? Con nói chuyện với tôi. Tôi tên là Lệ Phi. Tôi là nhân viên ngăn ngừa mấy người muốn tự tử. Là tình nguyện. Bộ có rảnh lắm sao? Anh điện thoại cho chúng tôi, tức là còn ý chí cầu sinh mà. Cô nói cái gì đây chứ? Hay là vậy nha, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đi nha. Nói chuyện? Tôi làm cho mất công thôi cô. Bọn không phải muốn tự tử sao? Tự tử? Tôi không phải bi quan như vậy đâu. Vậy tại sao anh điện thoại cho chúng tôi? Giỡn hả? Điện thoại bận lắm mà, có nhiều người cần chúng tôi cứu lắm đó. Tôi có điện thoại cho cô sao? Hả? Tao không biết mày là người gì. Đằng này tự tử, đằng kia kêu cứu mạng. Tôi thi vào đại học không được, bạn gái lại bỏ tôi nữa. Tôi không tự tử đâu còn hy vọng gì nữa. Bao nhiêu người vô được đại học lắm sao? Tao trung học còn chưa tốt nghiệp nữa. Mày còn có bạn gái bỏ mày. Tao nè, tao muốn kiếm bạn gái cũng không có đâu à. Vậy thì sao? Anh không phải tôi, anh đâu có biết cái thảm của tôi chứ. Thảm cái gì? Qua đây. Áo mắt tiền. Mày chưa chịu cực qua. Năm tao mới 5 tuổi, ba má của tao lên ly dị. Tao tưởng sống theo ông già của tao. Ai ngờ tao phải lui lại ông. Tao vay tiền của mấy thằng cắt cụ. Biết tôi làm cái gì không? Vì phải mua quan tài cho ông nữa. Lần đầu tiên tôi chém người, bị bắt vô trung tâm cải cúng, bị tôi nó chơi thật, bị tôi nó đá như con chó. Đến cái lúc, đến lúc mà tôi kiếm được tiền, chẳng hạn như tối này ta chút thò cho má của ta, đứng đằng trên đường quay vòng trước mặt bà con của bác. Ai ngờ bị cái thằng anh ruột của ta bắt tao. Người đó là anh ruột của tao đó. Quê muốn chết. Mày bị nhẹ thôi, đã được tự tử rồi. Còn tao thì sao? Chắc phải tự tử 10 lần rồi. Cảm ơn. Không có gì đâu chị, đừng lo. Bác à, bác không cần phải lo như vậy. Anh Thanh một lát sẽ trở về đây thôi. Bác ở đây chờ đi. À đúng rồi. Cháu Dĩ tới kìa. Dĩ à, thằng Thanh nó ra sao? Không biết nó đi đâu. Chị Trương à, cháu Dĩ tới rồi. Tôi về trước nha, chị đừng có lo nữa nha. Thưa ba, cháu cũng đi về. Bé yên tâm đi. Chuyện này cũng tại má
phải mà nếu 10 năm về trước không có ly dị với ba của hai con, mỗi người đi một đứa, cái thằng Thanh nó cũng không cần phải đi theo ông già của nó, học hành cũng ra gì hết, đi làm ba cái chuyện bậy bạ cho đến bây giờ mới ra như vậy. Má, chuyện đã qua rồi, má đừng để trong lòng. Nếu mà lần đó còn chịu thả nó, nếu mà thả nó một lần, chắc chắn nó sẽ có lần thứ gì. Con làm như vậy là muốn dạy cho nó biết thôi, lo cho nó thôi. Nó lớn rồi mà chắc nó biết suy nghĩ. Mà con có suy nghĩ qua rồi, hay là kiếm cái gì cho nó buông bán, chắc nó sẽ nên thật. Này, ở đây có một ít tiền, đến sáng ngày mai mới đưa cho nó đi. Nhưng má nhớ đừng nói cho nó biết là con đưa cho nó. Bè, thanh niên mà sáng sớm đã tinh thần uể oải rồi. Mà tối hôm qua con 4 giờ mấy mới ngủ đó. Sáng sớm mà tới kiếm con rồi. Sao chứ hả? Con có mua hàng của chú Chính không chứ? Đã mua chiếc xe đẩy cho con rồi. Mua. Má qua bên đó tập thể dục trước đi. Một lát uống trà rồi chúng ta mới nói chuyện. Bán hàng rong cũng đâu có sao chứ. Vậy chứ con cũng ngoan lắm. Ê, má đi nói với người ta nha. Mua đi, hiệu trứ với anh đây, mua vô. 15 đồng một cái thôi, đây có hai à, mua đi, màu này thật màu cho cô đó. Ê, cô đừng có môi từ dưới lên mà, làm vậy tôi làm sao bán? Tôi phải lựa đúng số mới được chứ. Cái này là số lớn, số lớn nhất đó mà, con mặc chắc là vừa. Ê, thôi, đừng có lựa nữa, Con mua hàng thôi, chứ không phải tới đây nè, chửi đó nha, đồ mát. Con mua đi chỗ khác đi cho rồi. Ê, 15 đồng thôi, coi lâu như vậy. Có màu tím nè, mấy chị em mặc là vừa đó hả? Con mua trả lại đây ơi. Dạ, một sổ hết trơn. À, buôn bán khó khăn như vậy tôi đừng có bán nữa. Thì à, có lẽ anh em cũng chơi xỏ sao? Ê, bán đi, về nhà có video. Trời, phim gì mà kỳ cục vậy? Không nghe rõ là tiếng rè rè. Còn muốn gì nữa chứ? Phim này mới chiếu thôi đó. Ê, thật ra có bán được không chứ? Bán được không hả? Người ta dành nhau mua đó. À, Thanh à, còn xếp áo là cái gì? Hai anh em tụi mình làm theo cái đà này, buôn bán bằng video đi. Ê, mua đi, có anh Bông đó. Cô ơi, con mặt đẹp lắm đó. Ê, mua đi, mua màu xanh dương. Sao xanh dương đây nè hả? Mua đi. Ê, cô biết lựa nhất đó, để tôi kiếm cho hả? Ê, kiếm được rồi. Ê, Đừng lại! Thành là tôi giúp được anh, lại giúp không được mình. Chị à? Ừ. Phim này dở quá đi. Nè, kéo một hơi đi. Sao tiện quá vậy? Ai rồi, cứu coi con. Nè, ta biết hai đứa bay theo thằng Quang làm ăn. Nó làm nhiều thứ lắm. Nếu mà hai đứa bay chịu hợp tác với tao, dây lời khai của tụi bay tao không có đưa qua bên kia làm. Sao ạ? Có cần suy nghĩ lâu như vậy không? Có tiền bỏ túi, còn có thể rửa sạch tội. Coi như làm việc cho chính phủ thôi. Bà làm cái nghề đưa tin hả? Ai cũng phải chạy trốn, không lanh thì bị chém chết ngoài đường. Chúng tôi thâu bằng mấy cái điện ảnh thôi, đâu phải là tội lớn lắm. Cho dù ông Tòa là cái thằng mắt nữa, có tao cũng bị năm thôi. Bộ phải chết sao? Được rồi, vậy hai đứa bay rửa sạch cái đít cho ngồi tù đi. Anh Quang,
Cái chuyện này lỡ đã như vậy rồi, tụi em cũng đâu có muốn đâu. Đúng rồi, bây giờ cái máy đó chia làm hai, hai bên cùng gánh, cùng nhau. Mày nói chuyện à? Mày là cái thứ gì á? Mấy anh em của tao ra chơi lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, hai đứa mày ra có hai ba ngày thôi đã bị tụt lum hết rồi đó, còn nói điều kiện với tao nữa hả? Mẹ mày, đứng dậy, đứng dậy. Dạ. Nhóc con, số tiền đó nội trong 3 ngày nhất định mày phải trả, nếu không có kêu người làm sát đi. Cái thằng cảnh sát kia nói đúng đó, chúng ta theo cảnh sát sẽ có lợi hơn. Mày quyết định là người biểu tình hả? Cái thằng cứu nạn kìa, tao nó ăn hiếp tụi mình quá, nó ép tụi mình làm vậy thôi, chết thì chết thôi. Su Tra, tao nghi ngờ tụi bay có liên quan tới mấy vụ ăn cướp ở siêu thị. Cầm lấy gì? Đi, đi, đi. Sếp Hào, đây là biên nhận của tôi. À, tụi mình đi đâu chưa? Tao nghe nói là dạo này ở khu vực mà tỷ Bạch Phiến là bán chạy lắm quá. À, tôi chỉ hứa làm cho thầy một lần thôi nha. Tao thì dễ tính lắm, nhưng mà tao không biết giữ bí mật trời. Thằng Quang có nhiều anh em lắm, rủi mà tao sơ ý nói ra ngoài, liệu cái hai đứa bay không dám bảo đảm. Mẹ mày, mày muốn gì vậy? Thôi là được. Vậy tức là thầy chết tụi này? Cam lòng tình nguyện, có biên nhận đàng hoàng. À, hai đứa bay làm sao thì làm, nội ba ngày phải cho tao biết tin. Những vụ án khó xử của thầy Trang thầy cũng giải quyết được. Thầy ơi, thầy có nói rồi, bây giờ mấy cái thằng làm ăn ở ngoài không có ai dám lộ diện nữa, cho nên tôi biết chắc chắn thầy sẽ được thêm một bông nữa đó hả. Sao giờ này bên ban trả án không có ngay gì hết vậy? Không lẽ mấy người bị bệnh hết sao hả? Không lẽ từ nó chỉ biết ăn rồi ngủ và chờ ngày lên lương sao? Nói gì hả? Ê, làm cái gì vậy? Tụi làm cái gì hả? Làm cái gì vậy? Làm gì? Bọn nó tìm tôi biết rồi. Hả? Đây là bọn nó tìm. Đây là cái chợ đâu? Có sao không hả? Hào à, chúc mừng nha. Thầy Dĩ đừng có cười tôi mà. Còn nữa,
Chừng nào thầy về nhà gặp em trai của thầy cho tôi gửi lời thăm thôi. Mày nói gì? Không, nhờ anh đưa tin cho tôi thôi. Tụi mình ra ngoài ăn cơm. Ờ, đi ăn cơm cho rồi. Thoải mái không má? Thoải mái lắm. Ê, nè, con lấy số tiền này bỏ túi đi nha. Bộ dạo này con mắc khá lắm hả? Không phải là con nói khoe, nói cái tiền bỏ túi thôi, đã không có thời gian làm gì. Con nói láo với má nữa đó. Má, má coi cái này nè, là thứ hàng tốt nhất đó, con không có nói láo đâu. Nếu thật sự như vậy thì tốt. Nếu mà anh hai của con được thăng chức luôn à, má mới thực sự yên tâm đó. Bỏ được thăng chức nữa. Đúng rồi, nghe nói mấy ngày nay đi gặp cấp trên gì đó, chắc ăn 89% đó. Con à, mai mốt phải biết nên thân mới được nha. Nếu có xảy ra chuyện gì, tương lai của anh hai con sẽ bị ảnh hưởng đó, con biết không hả? Chào má. À, vậy à, con mới về hả? Má, tiền này má cắt đi, con đi nha. À, con để dành mua hàng đi. Được rồi, tiền này con đưa cho má. Má, tiền này thằng Thanh nó đưa cho má vậy thì má lấy đi. Bây giờ chỗ bán hàng của nó bằng việc đi nội, con muốn chen vô nói chuyện cũng không được đó. Thiệt hả? Má tưởng nó gạt má thôi. Má, con có hẹn với người ta rồi, con đi nha. Ừ. Thanh à, anh với em đi xuống dưới. Thanh à, nếu em không thích bán ngoài đường, tại sao không đi học nghề chứ? Nè, học sửa xe đi, trước kia em cũng thích lắm mà. Anh có người bạn làm nghề này, để anh giới thiệu cho em nha. Được rồi, em tụi mình biết tính mà. Đừng đi chung với mấy thằng du đảng nữa, tụi nó xài chết em đó. Em đi xin việc làm đàng hoàng đi. Còn chỗ má để anh nói với bà. Em chơi người ta như vậy, người ta cũng có thể chơi lại em mà. Anh hai đi cảnh sát đã lâu rồi, chính mắt thấy những thằng đưa tin không có thằng nào tốt hết. Tụi nó biết em là em trai của anh, cho nên mới lợi dụng em thôi. Dù em có chuyện gì cũng phải bị lây đó. Anh nói cái gì vậy? Anh cứ lại nhảy cả đêm, hèn chi em chịu giấu gần tôi nữa. Thì ra là anh sợ khi xảy ra chuyện anh sẽ bị ảnh hưởng. Thanh à, ý của anh không phải là như vậy. Không cần biết ý của anh là sao. Bây giờ tôi xin anh đừng có nói nữa. Thầy gì? Thanh à, ngài nói đi. Chừng nào đi cúng ba rồi mà nói. Thanh à, nếu mà lúc đó tôi sống theo má hả, bây giờ người được mang súng hả không phải là anh đâu à. Em làm như vậy nguy hiểm lắm nè. Tôi cũng biết gì. Rồi mới có chuyện gì bị người ta chém thành trăm khúc đó à. Cũng tại mấy thằng cảnh sát đó thôi. Thảo à, nó thằng đó khốn nạn lắm. Tại nét tôi phải làm nghề này, mấy người cảnh sát đấu với nhau lại bắt tôi ra chết thế hả? Nhưng mà em bây giờ phải. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi biết tôi là thằng vô dụng, tôi không biết được ngày nào sẽ bị người ta chém chết. Nếu mà anh sợ vậy đừng làm anh hai của tôi nữa. Thanh à, Thanh, thằng khốn nạn. Thằng nào, có phải mày chơi thằng em tao không hả? Nó đã lớn như vậy rồi, tôi làm sao ép nó được. Nó có muốn lấy tiền cho bộ, tôi đâu có bắt nó làm không. Mày biết nó là em của tao, mày cố tình hại nó mà. Dù má nó là nữ hoàng anh đi nữa, nó có phóng trong tay của tôi thì phải nghe lời tôi. Còn nữa, anh về nhớ dạy cho nó biết, kêu nó mai mốt ra ngoài đường phải cẩn thận đó nha. Đi mẹ. Ê thầy, đứng lên, đứng lên. Mày tưởng tao sợ mày sao hả? Tao tính làm vậy đâu. Hai anh đều là nhân viên cảnh sát, nhưng mà lại đến nhau trong câu lạc bộ. Lại để coi được hay không hả? Sếp bà tại nó. Hai anh mày muốn làm sao mà giả cấp dưới đây? Làm sao làm việc đây hả? Đi ra, làm tức giết báo cáo cho tôi. Đi ra. Dì sợ. Phi à, là tôi nè, tôi thấy khó chịu quá. Ê, anh ở đâu vậy? Tôi muốn chết, bây giờ tôi ở nhà,
cô tới cứu tôi đi. Nè anh Thanh à, anh nghe tôi nói nha, chút nữa 10 giờ chúng ta gặp mặt nhau tại trạm xe điện ở thùng lò quà nhau. Tôi gặp anh đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, tôi đã dùng hết đủ mọi biện pháp, anh chỉ nói với tôi có mấy câu thôi. Hai, cô nói đi. Được rồi, vậy hả? Hay là tôi, nè tôi cộng lại chỉ có 10 mấy chữ thôi. Tôi buồn trong lòng, không muốn nói. Ồ, vậy anh cần phải nói chuyện nhiều với tôi nữa. Nói chuyện với tôi anh sẽ thấy không buồn. Vậy sao? Anh có biết tại sao tôi phải đi làm công tác tình nguyện này không? Muốn tích phước cho bản thân đó mà. Tôi cũng có qua kinh nghiệm tư tưởng. Chị tình yêu. Khờ dại quá hả? Anh có biết không? Người làm công tác tình nguyện kia đi với tôi suốt cả đêm và nói chuyện cả đêm đó. Nó không có lợi dụng cô hả? Vậy là cô may mắn. Tại sao cô làm nghề này vậy? Vì có thời gian rảnh, không có việc làm, không có bạn trai, cho nên mới kiếm việc này làm. Tính của cô vui vẻ thì làm nghề này được, quen biết nhiều người và học được nhiều kinh nghiệm, cũng tốt lắm. Lúc còn đi học, anh thích chơi cái gì vậy? Lúc tôi còn đi học, thích cùng với mấy người bạn đi đánh bowling. Tôi cũng thích chơi lắm đó. Vậy hả? Có lúc tôi chơi cả đêm, chơi đến độ hai tay mỏi luôn, chỉ 2-3 lần lấy được điểm thôi. Ê, theo như anh nghĩ nếu chúng ta bắt đầu từ ngày mai tập, vậy anh cần bao nhiêu thời gian anh mới có thể lấy liên tiếp điểm 3 lần? Theo tôi thấy với khiếu tập của tôi chắc không thành vấn đề. Lo cho cô đi. Vậy sao? Ba tháng thôi á mà liên tiếp lấy đủ điểm 3 lần đó. Đương nhiên là tôi đánh mà. Đưa tay ra đây. Ê, tôi giữ. Thôi nè, qua đây, qua đây nói vài câu. Thầy Hào, 5-3 ngày là tới kiếm chúng tôi 1 lần, bởi chúng tôi nào có thầy sao? Có biết tin gì của anh Tù Bạch Phiến không? Biết, tôi sẽ liên lạc với thầy. Tôi nói cho mày biết nha, mày đừng có tối ngày lo đi cô gái hoài. Nếu mà mày bị đứt dây là mày chết đó. Cùng mẹ tụi nó. Hai ta bị ở tù 6 tháng. Được, ta phải chơi cho tụi nó tới cùng. Người hồi nãy là ai vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đang nói chuyện với anh ơi, bệnh không nghe sao? Tại sao có nhiều chuyện quá vậy hả? Phiền không có đi cô. Tôi quan tâm anh mới hỏi anh thôi. Anh còn nói tới phiền. Người xe. Tôi kêu người xe. Ê đừng xuống xe. Đừng xuống xe cô Phi à. Cô Phi. Ê ông bạn à, có biết lái xe không đó hả? Tại sao đâm vào cái xe của tôi vậy? Hả? Lỗi nhà hai, tôi cũng không muốn đâu. Anh không muốn hả? Bây giờ anh tính sao đây? Tính cái gì cho xe anh không bị hư đâu. Vậy à? Thì dẫn mày xuống đây đương nhiên phải lo cho mày. Mày xe chị Lệ làm ăn, bảo đảm mày kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con gái của mày. Tao cũng muốn đi mấy cái chỗ đó cho biết đó. Yên tâm đi, tao dẫn mày đi. Ê, Lâm. Chị, tôi đã điều tra được cái thằng miệng bự đó thực tới lui chỗ nào rồi. Chuyện của anh Long em thì mình không biết mà. Chết đi mày. Chết đi. Chết đi mày.
Theo trong báo cáo, chắc là nó bị cái phe Hồ Nam tìm đến trả thù và giết nó. Tụi nó trở xuống Hồng Kông trở lại, không phải chỉ là trả thù không thôi đâu. Theo tôi nghĩ, tụi nó định làm ăn lớn đó. Lập tức thành lập ban chuyên án, cho người ra nằm vùng. Phải sớm bắt được người. Yes sir. Thì đây, à, tao với mày là anh em, tao giới thiệu cho mày. Tao nói hết được miếng nó năng lý được con này đi chơi đó. Mày phải biết con đó nha. Chỉ để chơi tao đó nha. Hey. Nhảy đi, nhảy đi. Hai người ở đây nói chuyện đi. Tao ra ngồi cái màn nha. Tiếp tục nhảy đi. Tôi cũng có lỗi mà. Ai cũng vậy, cũng có bí mật của họ. Red roses, temptation. You miss most of every situation. I'm weighing my decision. Who says it's love or it isn't? Only time will tell. Just how well you know you. Cả nhà, bó tay về còn chung nhỉ? Có gì nói chứ tôi? Không liên quan mày, đi chung khác. Thành thân là em trai của tôi, đừng có nói là chuyện tôi. Mày muốn gì? Ê, thôi. Nói vậy tao tôi nhận. Không có gì đâu. Đó nhảy đi. À, anh biết em hiểu lòng anh nhiều lắm. Anh nói chuyện với tôi à. Muốn địch thì địch đi. Được. Thằng miền bự của phái Hồ Nam hôm qua đã bị người ta đánh chết rồi. Anh ghi rằng phe của tụi nó tới về Hồng Kông rồi. Yes. Tụi nó có tất kiếm em không ạ? Là gì á? Tao hỏi gì mà kỳ cục. Muốn nhờ tôi lấy tin hả? Tôi ăn mắt lắm lắm. Phải. Lần này tới đây là muốn em giúp anh Phan. Vì anh quan tâm em rồi. Anh biết cái phe Hồ Nam rồi. Nói gì vậy hả? Mình ngứa miệng à. Anh đừng nhớ cái hôm ấy chứ nhà anh nói gì chứ tôi. Anh giả đạo với tôi. Kêu tôi đừng có làm người đi tin. Tôi là người đó, không phải là buôn nhìn đâu à. Thôi. Lên đi, tôi đi. Các vị quý thần, vua và hoàng hậu nhảy chúng ta đã gặp nhiều rồi. Nhưng tối nay chúng ta tổ chức tuyển lựa. Người nào đế tiện nhất, người đó là Trương Diễn. Các người muốn gì hả? Nhóc con, mày ngu thiệt. Sao hả? Tức lắm hả? Móc súng ra bắn tôi đi. Mày đừng có khai chấn đấy nha. Sớm muộn mày cũng bị người ta chém chết mày ở ngoài đường thôi. Cái gì? Hăm dọa tôi. Có chuyện gì không được vui thì anh cứ nói ra đi. Tôi biết tôi không giúp được anh cái gì, nhưng mà ít ra có tôi ở đây, tôi có thể trị xét với anh mà. Cô muốn biết lắm. Được, tôi nói cho cô biết. Tôi đánh cướp, mang bạch phiếu, làm tiền, chém người, ra tòa còn nhiều hơn người về nhà đó. Bây giờ tôi làm luôn ngày để tin nữa. Người ta gọi là lưu manh hay là thằng trời đánh là căn bản. Người như tôi gọi sao cũng thích hợp. Đừng đi theo tôi nữa. Đừng đi theo tôi mà. Những chuyện anh nói vừa rồi tôi đã biết hết rồi. Nhưng mà còn chuyện đưa tin tôi không biết thôi mà. Con không chịu về phải không? Được. Đi theo tôi. Ê, anh bắt tôi đi đâu vậy chứ? Đi mất phòng ngủ nữa. Là một ngây thơ hả? Tôi quen với cô đã mấy tháng rồi, tôi đâu có được cái gì chứ. Nếu mà mấy con lúc trước hả, tôi đã làm ngay cái đêm đầu tiên.
Đúng, tôi diễn kịch. Một cái thứ cô hiểu tôi lắm mà. Có bạn lòng ở chung với tôi sao hả? Tôi không có tương lai đâu à. Anh Thành, anh mới có 20 mấy tuổi thôi, còn nhiều thời gian lắm mà. Anh nói anh không có tương lai thì không có cơ hội. Cơ hội là do người ta cho đó. Nhưng mà mấy cái thằng cảnh sát bắt tôi đưa tin cho họ, biết tôi phải làm sao chứ hả? Biết là một lát tôi đi ra đường bị người ta chém chết, tôi không để nhà nhà cũng tật trí nữa. Ai mà bước gần tôi cũng phải giật mình đó. Tương lai, cơ hội, tôi làm gì mà có chứ hả? Tôi chỉ biết có cái sợ mà thôi à. Anh Thanh à, tôi không có tình yêu đâu à. Tôi sợ liên lụy người ta. Cô tha cho tôi đi. Qua Canada, chúng ta qua Canada. Qua bển làm cái gì cũng được, qua bển mới tính sao nha. Đi, cô thiệt là khờ vậy. Tôi thỏa mãn cho cô đi cái gì chứ. Cô tự ý kiếm đại thằng nào cũng tốt hơn tôi nhiều đó. Không đâu, không đâu, chúng ta có tương lai mà. Xin lỗi nha. Still still remember the feeling in the pounding face of my heart, that my eyes were seeing a new kind of love for me. But love can keep it die so easily. So let's not let it fade away. Oh no, just as sure as we both know, this love is gone. I can lead him off to love. Oh no, we must never lose control. We must search our very soul. If we do, we'll last forever. When you told a lie for the first time, it took something out of a lie. Just a little piece of my heart that doesn't die. I hope you forgive me, and I hope we come to the end. Can't you give me the shot to stop my surprise? The circle, that's what life is all about. Never break it, never say goodbye. Oh no, just as sure as we both know, there's a path that never goes. Chúng ta lừa gạt đối phương rồi. Thanh, tôi trả lại cho cô. Anh Thanh, anh Thanh, bạn của tôi đó. Để lên xe đi. Trinh, để lên. Để lên. Cẩn thận nha. Trí à, Trí, Trí à, Trí, Trí à, Trí là anh hai. Anh hai báo tin cho thằng Hòa, cho nên nó cho người chém tớ. Tia!
Không Thách à, tại sao bà có thể làm mà? Thách, tại sao? Thách, cô điên rồi hả? Thành à, tại sao? Tránh lên đi Thành à. Thành à, mà tránh ra. Thành à, tránh ra. Tránh ra. Thành, mày làm cái gì vậy? Mày được, bắn tao đi. Cái giỏi bắn cho tao đi à, bắn đi. Đừng mà. Mày à, em nó phải là kẻ thù chứ. Tránh đi, tránh đi. Đừng mà, đừng mà, đừng có làm như vậy mà. Thằng Dĩ đâu có lỗi gì với con. Con không được nói đại với anh hai gì. Mày điên hả? Mày giống như con chó điên vậy. Đừng có như vậy mà Thanh. Được. Thanh, tao chết cái thằng Quang rồi tôi về đây thanh toán với mày. Thanh à, Thanh. Mà Thanh, kệ nó đi. Thanh à. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. Oh, my sorrow, sad tomorrow, take me back to my rồi. Nếu anh lấy được hai chiếc xe về, chúng ta chỉ cần cải dặn lại sơ sơ thì lập tức có thể ra tay. Chị kiếm tôi là gì chuyện này hả? Giờ anh lấy xe giữa và rành đường ở Hồng Kông. Lần trước chúng ta hợp tác với nhau dễ lắm mà. Tôi tin kệ anh nên mới kiếm anh đó. Được rồi, nhưng mà tôi có điều kiện. Chúng ta là người nhà mà, anh nói đi. Tôi định mời cái súng. Khôn à, thằng Thanh nó thật sự sách dao chém người ta đó. Không lẽ cô muốn nó ở tù suốt đời sao? Nghĩ ơi, bây giờ má sinh con đó, con hãy nghĩ tình má đi con. Con à, con à. Đại ca, có cần đưa anh đi không vậy? Khỏi, đưa chìa khóa cho tao. Mày lên ra coi chuyện chỗ làm ăn đi nha. Anh lại lên, tao phiên mày đó. Anh đi. Xì. Cái gì? Chuyện gì thầy? Thằng Quang đâu? Thằng Quang ở đâu? Chuyện gì? Nói nào. Thằng Quang ở đâu? Được. Thầy đừng có phá cho làm ăn của tôi nói.
tôi. Mày cho người chém tụi tao. Tao đừng có bắn tôi. Xin đừng có bắn tôi. Tại thằng siêu và thằng mình cũng tụi nó tự làm vậy thôi. Tôi không có phần đâu. Nếu mày không nói ra, hãy nói làm sao biết? Không phải, không phải. Hôm trước tụi nó ở sân bộ huynh, thấy thầy Hà tôi đã lấy tình, nên tụi nó biết thôi à. Thì có chuyện gì vậy sao? Mẹ mày dám chửi tao hả? Nhớ mày à? Đúng là mày hại tao. Lần nào mày thấy cái còng tay mày cũng muốn chạy, chứ dù tao không bắt mày, mấy cảnh sát kia cũng bắt mày thôi. Thanh à, mày theo tao về tự thú đi. Được rồi, đưa cái còng đi. Thanh, Thanh à, mày làm cái gì vậy hả? Anh bắt em về, anh phải ở tù 3 năm đó. Lúc em cầm súng em đã tính trước sẽ ở tù rồi. Nhưng mà anh cứu em, ông nghĩa là em nhất định trả cho anh. Phía Hồ Nam rủ em tham gia đó. Vậy tại sao mà còn nhúng tay vậy? Em sẽ làm nội gián cho anh biết tình. Để anh bắt hết các phe Hồ Nam, anh chắc chắn sẽ được thăng chức. Bộ mày điên rồi hả? Có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh. Mày tưởng mày là cái gì vậy? Mày là đại nông hả? Trả ơn cho tao, tao không cần đâu. Mày làm như vậy không có lỗi với má sao? Thằng khốn lạc, lúc nào mày cũng vậy thôi. 20 mấy năm nay em chưa làm chuyện gì tốt. Em không biết gì hết, chỉ biết lấy tên thôi. Em sẽ chứng minh cho anh rồi, em sẽ không bao giờ thua cho ai đâu à. Thằng con lạc, mày trở về đây nha. Thằng con lạc, mày trở về đây nha. Dì à, anh nghe tôi nói đi. Anh đừng có theo dõi vụ này nữa. Bắt đầu từ ngày mai, anh trả hồ sơ lại đi. Nhưng mà nó là em trai của tôi mà. Nó là em trai của anh, anh mới không nên theo dõi vụ này. Anh cũng biết mà, mấy vụ như vậy, hễ mà xen vô tình cảm cá nhân, ai cũng chết đó. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, anh sắp được thăng chức rồi đó. Nè, thằng Hào nè, báo cáo nó đã gửi về rồi. Nó thăng chức sẽ ngang hàng với anh đó. Bộ anh không muốn thăng chức hay sao hả? Thầy Trang, vì em trai của tôi không thể tính nhiều được. Được, nếu nhà anh ngoan cố như vậy, anh chuẩn bị tinh thần vô trường dạy học đi. Vô đi. Thầy Trang kiếm tôi hả? Phải. Hào à, báo cáo của anh cấp trên đã phê xuống rồi. Bắt đầu thứ hai tuần tới anh được thăng chức. Cảm ơn thầy. Chúc mừng anh nha. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai anh nhận làm hồ sơ của anh vậy. Thầy gì, xin lỗi nha. Anh về thật là đúng lúc, chúng ta định ngày mai ra tay. Sao mau vậy? Bộ anh có chuyện gì hả? Không, không có gì. Nếu vậy thì tốt. Nè, mấy anh coi địa đồ này nè. 10 giờ sáng mai, chiếc xe chở tiền sẽ lái từ tổng hãng đi Sa Điền. Tôi, anh Thanh, anh Nhỏ đi theo chiếc xe chở tiền. Anh Lập, anh Thủy, hai anh phải tới Sa Điền trước hơn chiếc xe chở tiền. Chúng ta ở gần chỗ Liệt Dương ra tay, chặn chiếc xe chở tiền lại. Lúc đó
tôi sẽ liên lạc với mấy anh. Mấy anh hiểu chứ? Nếu tối nay không có gì, mấy anh đừng có đi ra ngoài. Mấy anh trao hết tất cả chìa khóa cho tôi. Cái vụ ngày mai ít nhất cũng chia được mấy trăm ngàn. Không biết xài bằng cách nào nữa. Theo ý của tao thì kiếm chỗ nào ở 5-10 người. Kiếm 5-10 con nhỏ về chơi cho đã đó. Mày đừng có chơi quá, nếu không muốn rút lui cũng không được đó. Mày nên nhớ kỹ, mày phải về rửa thân cho em gái của mày đó. Mày hãy nên thân đi. Kiếm được một số tiền rồi hãy về nhà xây một căn nhà chắc ăn hơn đó. Mày đừng phải chơi gái nữa. Ê nhở, mày nói cái vụ ngày mai có thuận lợi không đó? Thì à, tao dám kêu mày xuống đây thì mày yên tâm đi, đừng có lo gì hết. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi. Ăn cháo là ăn cơm, phải qua theo ngày mai đó. Phần này của anh. Ở trên xe có chuẩn bị điện thoại vô tiếng rồi. Lập tức khởi hành. Thank you.
tụi nó lên xe rồi. Mấy anh chuẩn bị nha. Nghe rõ rồi chị Lệ. Chúng tôi đang theo dõi con cá. Bên chúng tôi tất cả thuận lợi. Trên sát gọi máy tôi, không chừng có tin của thằng Thanh đâu. Thầy Hào à, cái thơ này gọi cho thầy Dĩ đó mà. Vụ này do tôi theo dõi phải không? Không thể nào do thằng Thanh đưa tin. Không phải đâu, tôi đã gọi thầy Dĩ rồi, anh đang trên đường về đây đó. Nếu mà đến một anh chịu trách nhiệm phải không? Thưa ông thằng Khôn, lập tức điều tra coi lối đi của chiếc xe chở tiền và lập tức hành động. Dạ sir. Mấy người còn lại theo tôi. Anh ở đây cho thầy Dĩ, tôi theo nó. Được.
Nó nào bây giờ mình chết sao? Để bao hết chỗ này cho tôi. Nếu cần thiết giết thắng tay. Giết sao? Vào trong nguy hiểm lắm. Thôi à, để tôi nói chuyện với thằng Thanh. Ê, vụ án này do tôi phụ trách mà. Nói tóm lại tôi nhất định bắt đồng lưới tụi nó. Thằng Thanh vô tội, nó muốn đưa tin cho chúng tôi thôi. Có chuyện gì tôi cứ nói. Có sao không hả? Gọi xe cứu thương. Bị tình nghi can tội cướp, tội danh không thành lập. Tội ẩu đả người bị thương nặng, tội danh bị thành lập. Sự 6 năm tù. Xong hỏi, 视线散落捆绑，松开，我要去冲天飞，实现向上心，向上心。若要看，看定要奋力对抗，誓要冲开，誓要挣扎，冲开，束缚松开，视线散落捆绑，松开，我要去冲天飞，实现。